Hương xin báo cáo cho tuần thầy nha. Tuần này mình có khán giả cho gà, rồi cho cà ri luôn, cho nên là mình không cần phải mua. Cho nên là tiền của tuần này mình nấu ăn chỉ tốn có 126 đồng thôi. Còn nước cốt thì tuần này em Jessica cho với lại mẹ cho một lốc 35 lon, rồi anh Cường cũng cho 8 lốc 12 lon, cho nên là mình xài vào nước cốt với nước Pepsi đó, mình không có mua thêm, mình vẫn còn dư. Vậy là tiền của quán không đồng. À, tuần này với lại Hương có mua thêm tô giấy với túi ni lông với muỗng hết 125 đồng. Vậy là tuần này quán không đồng còn lại là 1.372 đồng. Đây là phần tặng phẩm. Em Jessica cho 35 lon cốt nha. Em Jessica với mẹ đến cho 35 lon cốt. Rồi anh Cường là một lốc đó. Còn anh Cường thì cho 8 lốc 12 lon. Thì Hương chỉ xài một lốc 35 lon của em Jessica với lại 6 lốc của anh Cường. Mình còn dư 2 lốc 12 lon. Rồi em Jessica với lại mẹ cho đùi gà thượng hạng 2 cái. 2 pack, mỗi pack 24 đùi. Hương đem ra Hương nấu hết rồi. Rồi em Jessica với mẹ cho thêm 2 bao gạo Ấn Độ. Hương ít khi nấu cho nên cứ để ra hoài, gạo ít khi dùng tới lắm. Mới đầu thì Hương nấu cơm nhiều, sau này mấy anh em dưới suối họ nói họ thèm ăn cái gì có nước, họ không có được ăn cái gì có nước, cơm nó khô khan lắm. Dưới đó thì đã khô khan rồi, cho nên là từ đó Hương toàn là nấu món có nước không mà gạo ít khi dùng đến lắm. Rồi em Jessica đưa cho Hương thêm 100 nữa, nói Hương là mua bún khô với spaghetti để dành nó nấu. Thì Hương lấy 100 đó ra, Hương đi mua được 16 gói bún. Mà bún ba cô gái mà mình xài, mỗi một tuần mình xài hết 5 gói. Như vậy là Hương nghĩ 16 gói này mình xài được 3 lần. Rồi còn dư lại tiền là Hương mua 34 gói spaghetti. Spaghetti mỗi một tuần mình nấu là 16 gói. Thì cái này cũng nấu được 2 tuần. Có khi Hương nấu 17 gói thì 16, 17 cái này cũng được 2 tuần. Nước cốt thì Hương xài hết 6 lốc của anh Cường rồi, với lại một lốc 35 lon của em Jessica Hương xài hết rồi, là coi như mình còn 2 lốc nước ngọt 12 lon. Có một em khán giả giấu tên cho Hương lâu rồi, nhiều gói cà ri với chai cà ri ấy. Hương nghĩ Hương chẳng bao giờ nấu, tại Hương sợ cái món đó nó cực quá, chiên gà xong chiên khoai tây xong mới đem nấu. Nhưng mà hôm nay tiện thể vừa có khán giả cho gà, vừa có cà ri khán giả cho, nên đem ra Hương nấu hết rồi. Còn nhiều gói cà ri lắm. Cái hộp cà ri đó hình như 10 hộp mà Hương xài có 2 hộp. Thì nó sẽ còn lại là 8 gói ở trong nó. Rồi cái chai cũng còn mấy chai nữa. Rồi như vậy là hết rồi nha. Xong cái phần tặng phẩm. Còn tiền của Thủy, tuần trước có một chị tên là Cathy Nguyễn ở Oregon gửi cho Thủy 100. Thì Hương cũng cho vô sổ Thủy luôn rồi. Thì trừ hết cả mọi tiền, mọi thứ thì Thủy còn lại 304 đồng. Tiền quỹ này thì Hương mua thêm một chiếc xe kéo nữa. 76 đồng mấy chục sen đó. Tại vì là mình bây giờ mình có 45 phần bún Việt Nam, mà cái thùng đó chỉ đựng được có 35 phần thôi, còn 10 phần nữa Hương đổ đầy quá, Hương thấy nó nguy hiểm. Nó tràn nước sôi ra hoặc là nó ngập lên cái muỗng rồi cầm tay nóng, Hương không có thích. Cho nên Hương nghĩ mình phải tắt, mình phải dùng cái nồi lớn mình sẽ dùng. Cho nên Hương nghĩ mình phải dùng cái thùng lớn hơn để đựng nước lèo cho bún Việt Nam. Mà cái thùng lớn hơn thì nó lại hết chỗ, không có chỗ đựng spaghetti. Cho nên Hương lại phải mua một cái xe khác để Hương bỏ spaghetti ra một cái xe khác để mình kéo riêng. Thật ra ở bên Capital thì mình không có cần phải. Tại vì cái mình kéo ở bên Tuli mình bán hai thứ, vừa spaghetti vừa bún. Mà bún 45 phần, cái thùng đó của mình nhỏ quá. Mình phải dùng cái thùng lớn mới đủ để đựng nước lèo. Mà đụng thùng lớn thì nó lại không có đủ chỗ để mà đựng hai thùng. Cho nên là mình phải tách ra cái xe nhỏ nữa để chở cái spaghetti. Nó rất là ít, nó khoảng hai mấy 30 phần thôi. Thì Hương mua cái xe nhỏ chút để mình bỏ spaghetti qua bên đó. Cái xe này Hương mua 76 đồng. Tiền giao chuyển không có gì mới lạ. Đó, cho nên là chị khán giả đó,
mới là cho Hương nhiều gà lắm, cho nên hôm nay Hương luộc cho mấy em chó 4 bạch gà, coi như là khỏi luộc cơm. Hương tính là Hương nấu cơm chan spaghetti cho mấy em chó ăn thêm cho nó khỏi đói, nhưng mà hôm nay được 4 bạch thịt gà, ta thử sao. Nếu mà mấy em chó no thì ok, đói thì chắc cho thêm. Nay mấy em chó là đại tiệc rồi còn gì nữa. Chứ đó thì cho nó thêm chút spaghetti với mẹ nhở. Hôm nay lại chia hết spaghetti rồi, 4 bịch rồi, 4 bịch thôi đủ rồi ha, quá nhiều rồi. Rồi ôi, nửa thùng này chị quay cái thùng của em đi, nửa thùng thịt gà luôn nè, bắt trời. Nửa thùng 4 bịch là 16 cái đùi to như vậy nè, vừa cái đùi với cái mông luôn á, 16 cái, nhiều quá rồi, nửa thùng rồi, thôi khỏi ăn cơm. Có một em chó nó để con, nó ăn bao nhiêu nó cũng đói tội nghiệp nó lắm. Rồi có mấy em chó ở bên chỗ mà mình mới đến á, cái chỗ mà đi lên dốc á chị, chà nó đói dữ luôn mà nó khôn nha chị. Tụi em đến tụi em chưa gọi chưa ai biết mà mấy con chó chạy ra, coi như chừa người chưa ra mà 4-5 em chó chạy ra đón tút ngoài đường luôn. Đón ở trên cầu á, nó hửi được mùi đồ ăn hay sao á chị, hay là nó nghe tiếng gọi ở bên kia chắc vậy. Nhiều lắm, hôm nay mấy em chó mừng thấy mồ luôn, được nửa thùng đồ ăn luôn. Mấy em chó ăn tha hồ luôn. Ở dưới suối một cái điều lạ, mỗi lần đi bán bún cho họ, đợi họ rất lâu. Cái hỏi họ làm gì lâu vậy, họ nói đang mặc quần. Tức là không có mặc quần áo gì hết, có người tới gọi rồi mới đi mặc quần. Ô, ông Hùng có quần áo rồi. Cái thằng đó cũng vậy, mỗi lần gọi nó phải đi mặc quần áo. Rồi cái thằng Mỹ Đen cũng đi mặc quần áo, vậy là nó không có mặc quần áo gì hết. Nó có quần áo, nếu nó không có quần áo tại sao nó đi mặc quần áo? Tiền của quán không đồng, sau tuần này là mình còn lại 1.372 đồng. Hôm nay đi bán bún vắng vẻ lắm, có 4 người thôi. Anh Bi, anh Huỳnh với Hương với lại chị khán giả đi nấu dùm với giúp dùm. 4 người thôi. Chắc làm từ từ. Rồi đi qua đi hả? Đi như là đường gạt vậy. Đường của mình chưa ai. Đường gì vậy? Sao? Hôm nay mình đi chiều thứ bảy. Hôm mình đi quen sáng chủ nhật nên người ta đợi sẵn ở đó, mình tới cái thấy người ta đợi tùm lum. Hôm nay mình đổi qua chiều thứ bảy. Sợ là không ai biết. Rồi. Ra đây, tôi bán cho Hùng trước đi em ơi, khỏi mất công qua bên kia. Lấy một phần của Hùng ra đưa cho Hùng luôn đi. Mà bún á, cà ri á. Trong xe con nó bi à. Hay là em qua bên kia em lấy. Ok, thôi đưa nó ở đây luôn. Hả? Trời ơi, không có mặc đồ, phải đợi mặc đồ nữa. Rồi, khỏe. Sao ở suối này không ai mặc đồ hết, chừng nào gọi tới mới mặc đồ hả em? Hả? Mặc chơi, mặc đây. Khi ngủ nóng quá, mỗi cái mà 2-3 cái mền. Lạnh quá em đang mền, cái nóng quá. Nóng quá cái cởi mình đồ ra hả? Dạ. Ok, đây, đưa phần em đây luôn, khỏi mất công qua bên kia. Dạ. Em đi. Rồi đổ vô nha. Nó đầy quá trời, đổ vô. Rồi chị đi á. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn xe đi. Hello, có ai bên đó không? Alo, chút
chị qua đó chị lấy đồ nghề đó nha. Hello, is anybody over there? We have spaghetti. Ông Cường không ăn hả? Sao hôm nay ông Cường nhìn cà tưng kỳ vậy? Cô mới ăn rồi, chị Hằng cho. Ồ, chị Hằng mới cho ăn rồi hả? Dạ. Đi tướng cà tưng. Có một cái thằng nhỏ này thôi. Tự nhiên kể ta. Đeo trước đi chị. Yeah. Okay. Spaghetti của nó. Hi. This is. Đi con. Đi đi. Đứng ngồi chơi, đứng ngồi chơi. Rồi. Ok. Có rồi. Mấy lần trước mập mẹp lắm. Giờ hôm nay gầy. Ừ. Ông Cường á hả? Đúng rồi. Ồ, cái thằng nhỏ này hả? Con gái, con gái, mà dưới cái nói màng ngoài, nhìn nó giống cái thằng luôn. À, nước nó tới đây luôn nè. Dạ. Ngập lên tới đây luôn. Đi giúp đẩy con. Đó, có gì Hà đẩy chút xíu rồi. Vì nó nói xe nước còn nặng hơn xe cơm á chị. Đúng rồi. Thiệt không? Nước dĩ nhiên rồi, nước nó nặng. Mà đây có ca nữa. Đó, mới có cái nhà mới nè. Ai mới dựng cái nhà mới? Đừng có đụng vô nó. Ủa, sắm gì cũng vẻ ngoài cũng vậy thôi, đổi nó đầy nó lạnh. Bây. Bỏ giấy ghê ta đốt. Trời ơi, chưa lâu nè. Sao? Khăn đâu sao không lâu? Trời nóng quá. Chỗ này chỗ ai? Chỗ này đâu phải chỗ thằng Sam phải không? Đường dưới suối có hoa nở nữa nè. Hoa trắng nhìn cũng đẹp. Cảnh đẹp không? Hello Sam, how are you? Oh, now you have a chair. Oh yeah. So you still down there? Oh yeah. I mean, it's just uneven and it gets flooded sometimes. Yeah. Đây lại đi kiếm thôi nó ngủ. How you guys doing? Bye. Thank you. Get the last. I had one of those and it didn't really work. I put new batteries in it. I have this one. I bought it for $17. It had police siren, all this emergency, and then. Em đừng đẩy lại chút mất công lộn bên. Em cứ để nó mở luôn. Ai nhưng mà mở. Oh, chạy tiêu á. Ở để đó. There you go, right. Sam. Thank you guys. All right. Have a good day. All right, you too. Trời ơi, đi xuống này chơi làm chi? Đừng có chơi dưới này. Dưới này không có tốt đâu con. Dưới này nó gớt, đừng có xuống đây chơi nha. Chơi ở chỗ khác, đừng chơi chỗ này. Now is the people do drugs. It's not good for you. Well, we know we're good kids. Nhưng mà it's not a good place for good kids. Dạ, biết rồi. Biết rồi, hiểu không? Vậy mai mốt đừng đi chơi dưới này nữa nha. Đi chơi trên bờ đi.
contact because of the river. Yeah. Oh, so muốn đi coi cái river hả? It's not yeah. Rồi, ok. Mai muốn không xuống đây nữa nha. Yeah, rồi, bác ơn. Nó gọi em bác rồi, chị thấy không? Chào bác. Trời ơi, tội nghiệp nghe con gái nhà ai có mười mấy tuổi mà xuống đây đi chơi. Nhắc thì nhắc cái trường vui rồi. Nó vừa nhắc nó xong rồi, vừa nói đừng có chơi dưới này, xong nó nói dạ cảm ơn chào bác. Đợi này. Mấy người? Mấy? Chưa biết, nó đang là. Chị chỉ múc chị quậy ở dưới, đừng có múc ở trên không có thịt. Sợ múc mình quậy dưới làm được nhiều mỡ nhiều thịt quá đến. Thì chị múc vừa dưới vừa trên ha. Không chó rồi lấy đồ ăn cho mấy em chó đi. Phải đi xa xa ra, mỗi đứa để cùng lúc. Mỗi đứa một nơi đi. Chứ để con này ăn trước là tí nữa mà. Không. Rồi bán cho nó đi chị hả? Cầm nè, cầm nè. Rồi em đưa nó đi. Con cho ra đó, không có ra, nó dành. Where the baby? The puppy. Yeah, thì con cho puppy đó kìa, để cho puppy. Cầm nè. Rồi dạ. Cho hai con này. Không, puppy biết chạy không? Alright, we are fine. Cầm nè. Thôi cho em bỏ xuống rồi, em ra em phụ chị Hà cho tiêu tỏi nè Huỳnh. I gotta leave, man, another friend. They can't quite walk. All right, how many people? Two more. So, ba ông này là ba phần nha chị. Three for this guy. Yeah, there's a couple of them. Yeah, yeah. They're strong. There's another guy in there too. Yeah. So, Evelyn is coming. I appreciate Evelyn seeing them by now. Oh my goodness, mấy chị chó chị ăn nhanh quá. Bữa nay là luộc nhiều lắm á. Trời ơi, chị ăn hết sạch rồi. Chị không chịu để trong tô ăn, chị cũng đem ra đất chị ăn nữa. À, chị chó đen này thì ăn chậm hơn. Chị chó vàng này chị ghê lắm. Chị ăn xong chị tới chị dằn đồ của nó cho coi. Ôi trời. Chị bỏ mấy tô lên luôn chị. What's up? Once a week, normally it's Sundays, but today we do Saturdays. So six altogether, six more. Normally it's Sundays. Every Sunday it's around 12. This guy, three, how many for you, Emily? Bring three. One. So three for him, three for this guy, yeah. And one for you. Yeah. How many? Three. Eight more. Eight more. Tám cái nữa hả? Yeah, three for him, three for Evelyn, and me too. So eight. Oh my goodness. His food or the baby gone? Somebody ate the baby. No, no, we put it over there. Oh, hers over there. Yeah, no, no, okay. We put it over there. Yeah. Can we put it all the way over there? I said eight? No, I have No, you give three for him, two for him, yeah. And two for that guy. Yeah, I got for me. So three for him? Three. So the three me and the big you give him three? I give you three. Okay. Three for her. Yeah. Okay, okay. Okay. Oh no, three for her and two for him. No, three, four for me. Four. Oh, four. So there will be a nine. Nine, not eight. Yeah. Spaghetti đẹp không? Spaghetti quá đẹp rồi. Đó, chị múc vậy á chị. Yeah, vừa nước vừa ấy yeah, cho nó ngon. Yeah. Chị cho thêm, chị cho thêm nước để chú nó chìm xuống dưới nó còn thấy. Rồi được. Rồi. No, we have enough yeah, people. Oh, what about her? Yeah, she can, oh, see with you. Yeah. You already talked about her. Okay. Tiêu chưa chị? Tiêu chưa? Em ạ. Ba. Ba cho ông nó này nè. Ông đó. Ba. One more. You wait for one more. Go on one more. I'm. Yeah. He can carry one more. All right. Yeah, enjoy. Does it smell good? And well deserved. And just in time. God bless you both. All right. Yeah. And travel come on, safe. Come on, King. Okay. We really do appreciate you guys so much. Come on, let's go, King. Let's go, King.
I hope you guys know you can drive down. All right, guys, see you guys. I think it's easier with this. What's your name now? I'm Sandy. You're Sandy, I'm yeah. Tony. Tony? Yeah. All right, hello, Tony. All right, we will be here every Sunday morning. Today is just an unacceptable day on Saturday, but normally on Sunday morning. I'll tell you about community raise. All right. Thank you. Sao hôm nay mấy con chó nó không chạy ra nó đón mình nữa? Mọi khi nó chạy ra đây nó đón nó chị, nó khôn không? Nó chạy ra đây nó đón mình á. Giờ hôm nay không phải là chủ nhật. Hello, Spaghetti is here. Hello, everybody, Spaghetti is here. Hello, everybody, Spaghetti is here. Come, come. Hello, Spaghetti is here. Cho nó chút nữa đi. Tính còn con nào nữa không? Bên kia còn con đen nữa. Bên kia có hai con nữa. Còn có con nhỏ nữa rồi. Nhỏ ở đây biết mất. Two for her. Here. 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 For the cat. Thank you. Right. Em chó này nó đói nữa rồi em ơi. Trời, ăn bao nhiêu không đủ. Chó ơi. Nó không đói nữa thôi, chứ nó thích ăn đồ tươi thôi. Ok. Tiêu. Thank you. Ok. Alright, so we are going no more, right? Rồi. Có này nữa. Come in. One for her. Tại nó bằng trai nó mới bằng nhau. Go 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 go. No more. No. Go no. Hey, come on. Nó đứng nó muốn ăn nữa. Cho miếng tiêu rồi chị. Có đồ ăn là chủ có không nghe. Rồi thôi mình đi. Ok bye guys. See you next Sunday. Alright, see you next Sunday. Hôm nay đường khô ráo rồi nè. Còn vài lục vũng sình nhưng mà khô khô rồi. Tuần trước đi là còn lầy lội lắm. Hôm nay khô khô. Có vài vũng nước thôi. Nhưng mà được được rồi. Tuần trước đi khổ sở lắm. Nó phải mà chú vô ra thật đen này kìa. Ờ. Thật kỹ đen. Cái này nó xì ra trong cái miệng cồn vậy đó. Bây giờ mình đi đừng có giữa, đừng có đi hai bên chị ơi. Đó, hôm nay đường khô rồi. Nó rồi kìa. Ừ. Cái gì, các bạn lo xí. Nhà mày, anh nhà em đâu có. Ngay phía sau rồi đó. Vậy hả? Ừ. Lát nữa bà tao chỉ thôi, nếu có chắc là chết rồi. Chỗ nào ta? Ở ngay cái chỗ phía sau. Chỗ cái thân á, ở phía dưới đánh á. Ồ. Cái vậy là láp lâm rồi. Hả? Cái này nó mọc ở dưới đánh á. Vậy hả? Ừ. Chiếc chai giờ tao nhìn thấy nóng quá. Đây nè, lá nó nè. Ngồi góc này nè, góc này nè, góc này nè, đây, góc này nè. Chỗ đó hả? Ở ok. Bụi đó, ok á. À, sao được rồi. Trời. Đường vẫn còn lầy lội lắm. Dơ giấy. Bây giờ mà ngưng mưa luôn thì nó khô. Tuần sau chắc được khô. Mà nếu mưa nữa thì lại vẫn lầy lội nữa.
Oh, you make a very nice place. This part all clean. Yeah, thank you. Oh, yeah, that's good. Wow! Now you are living a very nice, clean. Yeah, I know. Well, especially in summer when the grass dry out, it will be kind of fire. Ah, this we don't want fire. Yeah. So clear out the grass is good. Yeah. Motor. Tiêu tội ức. Oh, the other place when we went by, nobody, and now somebody burning something. Somebody came home. Yeah, burning something. Okay, scary. Yeah. I don't know if they pay attention. Wow, ông này ông dọn dẹp đó, đẹp không? Oh, trời ơi. Yeah, it's close. They can burn a tent, yeah. Yeah, I know. Very close and the flame kind of... Hey, watch your fire, man. Ông Cường, trời ơi, cái nhà đó nhà ông Cường. Cái nhà mới làm là của ông Cường. Thank you. Alright. Đó nhà ông Cường. Trời ơi, té ra là nhà ông Cường ở bên đó. Đó ông Cường á. Ông đang đốt lửa. Be careful with the fire, coi chừng cháy anh Cường ơi. We have spaghetti. Are you there? Do you want some? Thằng này là thằng đòi hai phần cho con chó nè. Đợi chút để chú gọi coi nó có nhà không. Hello, do you want spaghetti? Yes. Có em ơi. Tới. Dạ. Do you have your dog? We can give him something to eat. Call this one for the dog, okay? And wait for your spaghetti. Nhiều lắm đó, trời ơi, ngon. Mình qua kia mình làm sao? Alright. Enjoy. Enjoy. Rồi đi. Mình còn không phải 20 tô á. Hôm qua hôm kia mình bán tiếp 20, bây giờ mình vô nhà bà Mau Xì khoảng 10 thôi. Mình còn đi hết rồi, đâu còn ai. Alan. Alan. Thôi đem, bây giờ con xác dùng bịch bún của nó lên đây để lại, chút nó về nó ăn. Đâu đâu có làm cái gì đâu. Không thấy. Không ăn hay không, để nó ăn hay không. Có, để lại cho nó đi. Để nó một cái hả? Nguyên bịch nó ven phúc cao, ven phúc của tây, nguyên bịch 3 phần nó đem lên đi. Ông Hùng ông lấy phần ông rồi, còn 3 phần đem lên đây để đi. Tối hồi về hai anh không có thấy đồ gì hết. Đồ này anh hết sạch bát rồi. Trời ơi, ông giặt quần áo nữa nè. Không có đồ gì nữa nè. Nhưng mà anh hết rồi. Có đồ anh nhưng mà anh hết rồi, để 3 phần lại cho nó đi, chú nó về nó ăn. Nó xách cái bịch đồ nghề đi rồi. Bịch đồ nghề không thấy ở đây. Thấy không đập cửa đúng không? À, ngày không đập cửa. Tại vì ngày không thấy Lung Vinh. Nè, đó. Cái cửa nè. Cửa đâu? Nè. Ờ, Lung Vinh là chị ơi. Rồi, chú đi kiếm đó. Rồi, để đây cho nó đi. Có chuyện gì là chị chịu đựng hết á. Để lên ghế này nè Huỳnh cho nó đây, thấy. Đây, chị ơi, đây nè. Ok, để đó đi. Ba phần thôi, còn ông Hùng ông ăn còn rồi. Rồi, thôi mình đi. Ok, rồi, thôi mình đi. Ô, con Michelle hả? Anh ở đây mà. Con này con Michelle hả? Huỳnh ơi, nó có vô gia cư không? Không, vậy thôi đâu có cho nó ăn. Đậy nắp chị ơi, nó bị kênh lên này. Ăn.
Yeah, okay. Rồi thôi đi. Be your way, check everything. Okay. Check. Make sure. Không, 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 không. Không ăn bông bông bông. Trời ăn Phúc làm gì đó. Trời ơi, nấu gì ở đây vậy? Anh Phúc, chị để cà ri gà ở trên chỗ ăn lát á, em lên đó lấy đồ ăn đi. Ôi, chạy lên lấy đi. Thôi đưa cho Phúc lo nước ở đây đi em. Có tiền không? Tiền đâu có. Tôi có tiền, cho tiền về đồng, sốc hàng quá. Ông bị sốc hàng quá, không có đồng nào hết giờ sao? Không có, thôi không sao. Ok. Rồi anh, chút nữa chạy lên chỗ Alac lấy bún ăn nha. Có cà ri gà trên Alac á. Nó bị sốc hàng. Đó, coi như là hôm nay không có bị ngáo, không có gì ăn, không có khói ăn, cho nên ngáo mới là đi nấu đồ ăn. Chứ bình thường là không bao giờ ăn hết. Mà còn bảo là giờ sốc hàng, không có tiền, có tiền không cho mấy đồng, mà đâu có đồng nào nữa. Nó chịu bắt tiền đâu cả, chịu không? Thôi không có, thôi đi. Bị sốc hàng quá. Mà không có đồng nào hết thì thôi. Chúng mày phát đồ và bán khách đi. Đây toàn là poisonous không á chị? Chị nhìn cái lá đó chị thấy nha. Con chó. Chá Huỳnh cho nó ăn đi, nó đứng nó đợi kìa. Hello, do you want spaghetti? Yeah, how many people? 4 người em ơi. Chị chó này chắc chị dữ dội lắm cho nên chị bị xích ở đây nè. Chị đẻ con á. À, nó dữ lắm hay sao mà nó bị cột á, em cẩn thận á. Dữ gì dữ? Nó bị cột đó thấy không? Để xuống cho nó đi. Chà, bữa nay được nguyên một chén thịt nha. Chị xả luôn, trang xối xả luôn kìa. Chị được nguyên một chén thịt bữa nay á. Đó, con đưa cho nó đi, nó đi không được con. How many people? 4 người con ơi. Alright. Con chó ăn thế rồi mình. Rồi đưa thằng này hai. Yeah. Còn hai cái. Con đem lên giùm cho cái thằng đứng đây, nó đau chân nó điên rồi. Không chó nó không cắn. Chó nó hiện. Chó nó không có cái cú như nó hiện. Cho nó miếng nữa đi em. Nó có công đẻ con, cho nó miếng nữa. Rồi xong mình đi. Rồi xuống chỗ này. Là xong là đi gì á. Six. Cái này đèn hoài vậy. Ôi. Nãy tới chỗ anh lắc cho nó làm tôi chị ơi. Không luôn hả? Ừ. Nhưng mà tại nó đẻ con á. Nó đâu ấy.
Có, xong chút nó nguội nè. Em vô em đổ ra cái chén chứ chị Hà chị không dám tới gần chó đâu. Rồi, em đổ ra cái chén đi. Thôi để vô cho nó ăn luôn cái chén gì. Bà được mấy đứa con của nó đâu ạ? Hả? Mấy đứa con của nó đâu ạ? Không biết nữa. Em không trộn lên này nó ăn đâu được. Lấy cái mì nỉa ra trộn trộn lên cho nó đi. Nó đâu có biết ăn nó đâu. Nó ăn được mà. Ok, rồi vậy thôi đi. Nó đó nó ăn hết á. Chị kéo bỏ lên xe thôi. Chị đi quay một phút. Có tiền cho anh mà chị mua. Tiền chị kìa. Chúc anh ở đâu chạy xuống cho anh đi. Trời ơi, anh Phúc kìa, bữa nay dọn tuốt vô đây ở, còn kêu sốc hàng, không có cái gì. Ok, chút tối em trở lại nha. Đợi tới tối nha. Cẩn thận cái đó, coi chừng nó cháy á. Làm sao không ở trên cầu với mấy người kia mà xuống đây ở mình vậy? Đâu, chứ nói chỗ của mình ở chứ. Mình đâu có chồng. Không có gì. Tớ chết à. Thiệt không? Thà lát chém hả? Cũng xin kiếm tài gì đó. Gì ghê vậy? À. Vậy là từ giờ đến tối ở đây, chút tối em trở lại 3 phút nha. Dạ, chắc chiều nha. Ừ. Chắc chiều anh đi. Ok. Nó không được ở đó thôi, chừng người ta chém chết không biết là cho nên cứ dọn chạy vòng vòng hoài chắc ảo bị người ta chém chết. Ừ thì ông Alex cũng có lúc ảo vậy, ông cũng nói tá le tầm bậy. Anh tô đi ngon. Nhớ phải khách chắc chứ. Đi lên đường bán luôn. Bán bún trên đường luôn. Chà ơi, bữa nay gặp anh Phúc. Bữa nay là không có tiền ăn khói cho nên là mới bắt đầu đói bụng. Nấu cơm, nấu nước thì kia ăn. Mọi khi gặp lúc nào cũng ăn khói, không bao giờ ăn cái gì. Mà làm cái mặt hồng nữa, đang ảo cái gì không biết nữa. Lối sùng thiên lôi á. Bữa nay nói là sốc hàng nó không có tiền. Nói vậy á. Trời ơi, khổ thiệt luôn. Lúc mà không có tiền ăn khói thì mới bắt đầu thấy đói bụng. Thấy nấu cơm rồi ngồi ăn. Thank you. Alright. Gặp ông này xin thuốc lá. Vẫn còn đang nằm ngủ nè anh đi. Ây da, giờ anh đến giờ ngủ rồi. Đây nè anh hai. Nè anh hai. Có ăn đồ chưa? Đồ nãy ăn chưa? Tại sao không ở dưới gầm cầu? Ở đây poison off không á? Chị biết rồi. Ghê quá. Rồi thôi mình đi á. Ghé vô chỗ lắc. Bác đổ chạy nó cho tôi coi. Lưng nó ở dưới này nè. Đừng cho nó thấy.
ông đi dưới này lên. Đi đó, dưới rồi. Đi đâu? Ở dưới là đó kìa. Đi đi. Kìa, ăn cà ri chưa? Hết răng rồi. Ồ, hai ông ngồi chơi đánh bài. Xài không chơi, xài rồi không chơi vậy. Khi nào cũng làm mất hết được rồi. Dạ, không có làm mất. Tại vì có giữ để trong bát phát. Chưa làm xong hả? Cái đèn đâu xong lấy ra chơi mà để đèn lờ mờ vậy? Gà hết pin. Vậy mà nó bắt đồ nó chạy á. Trang nói là đang ngồi nói chuyện với anh Alex. Xong nó thấy chị Hương cái nó xách cưa kéo nó bỏ nó chạy mất tiêu. Không phải. Đi gặp người bạn có hẹn. Gặp người bạn có hẹn. Mày có đi gặp appointment á, mày có chơi để vô. Có appointment hả? Dạ, để vô bác. Ờ bỏ với bác bạc nó đem theo mà. Còn cái này nữa nè. Ờ không biết còn đến dài không? Đến dài hả? Dài mà còn khoảng một. Trời ơi, chị đâu có đem mai, theo. Mai, có rồi, mai chị ghé chị đưa. Ôi da, nó có cái món gì nó ăn nè. Món gì á? Cô người. Alex, hôm bữa chị có chỉ cho ông em có chỗ đi lấy thịt chưa? Lấy thịt chưa? Thôi, bữa nào tới chở em đi. Lấy thịt. Hả? Lấy thịt. Bữa nào tới chở em đi. Cô em bà xe, cô em biết. Có chỉ cho ông chín lùng rồi, mà ổng không có chịu đi lấy không ăn nữa đó. À, hai sư phụ ngồi chơi đến bài. Này dùng là cỡ này dùng không? Hả? Này dùng không? Ít có dùng lắm. Ờ, ít dùng, này dùng. Này dùng cho bỏ ống nước mà. Ủa sao chưa ăn cà ri? Chưa. Mới về. Ông Hùng không có rồi nha. Cái này là của em với anh Phúc Cao. Anh Phúc Cô Tây có rồi. Ông Hùng cũng có rồi. Cái này em với anh Phúc Cao thôi. Rồi thôi chị đi á. Ở bên tụi mình mang xong xin hết. Cái gì? Cho xin hai điếu thuốc. Ờ cho ho ta lấy thuốc rồi nơi. Mai chị mới đem ấy cho em. Mai chị đem đinh dài cho. Xin hai điếu rồi. Mai chị đem đinh dài cho. Ờ. Yeah. Yeah. Bây giờ tìm phút em vô chưa? Để chưa vô. Sao kỳ vậy? Trời đất ơi, phải đi hỏi nó chứ. Rồi thôi đi hồi nơi. Oh. Thôi cái thế em, đừng có trả nữa, cái thế này. Ồ dạ. Rồi đi em ơi. Thank you. À, là có hỏi nhưng mà không biết tại sao nó không có... Thứ hai em phải tới văn phòng á.